Tuần qua giá lợn hơi biến động trái chiều trên cả nước, chủ yếu theo xu hướng giảm. Các công ty chăn nuôi lớn cũng liên tục điều chỉnh giá xuống ở mức khoảng 75.000 đồng một kg theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hiện giá thịt lợn tại các chợ truyền thống đã giảm từ 10 đến 20.000 đồng một kg, ở mức trung bình từ 120 đến 150.000 đồng một kg tùy loại. Theo khảo sát tại các chợ truyền thống, giá thịt lợn đã giảm. Người tiêu dùng phấn khởi khi mà một mặt hàng thiết yếu như thịt lợn đang dần được ổn định hơn về giá. Tuy nhiên, họ mong muốn giá thịt sẽ được giảm hơn nữa, chứ không chỉ ở mức giảm từ 10 đến 20.000 đồng một kg như hiện nay. À, hôm nay tôi đi chợ thì tôi thấy là thịt giảm được 20.000 một cân rồi. Đấy, thì là cái chắc là giá lợn hơi rồi nó cũng sẽ giảm đi. Thì là thịt hôm nay cũng sẽ giảm, nhưng mà mong là sẽ giảm hơn nữa để cho người tiêu dùng người ta còn có cái cơ hội để người ta còn dùng nhiều hơn. Đi chợ thì chị thấy là giá thịt lợn là cũng giảm được khoảng 10 đến 20 nghìn một cân tùy các loại, rồi loại nào cũng giảm một chút. Chị mua giờ móng thì là giá 90 nghìn một cân, với cả chị mua thịt nạc sấn vai thì là giá 130 nghìn. Lý giải vì sao giá lợn hơi đã giảm xuống còn 70 đến 75.000 đồng một kg, nhưng giá bán thịt lợn thương phẩm tại chợ lại chỉ giảm dè dặt. Các tiểu thương cho biết vì không mua được tận gốc, bán tận ngọn nên giá chưa thể giảm nhiều hơn. Chợ quá ế luôn, bọn em phải giảm 10 20 giá. Hiện tại là bọn em mua thì các lò thì không được giảm, đâm ra bọn em chỉ giảm được 10 20.000 một cân thôi, đâm ra không giảm được nhiều nữa. Hôm nay là ngày 18 tháng 2, thịt ba chỉ là 140 một cân. Sườn với thăn với nạc vai là 150. Còn sườn này thì 12, 13, đều. Thì thấy người mua giảm, ý là mua ở nhà giảm thì nó không giảm mấy đâu. Theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện một số công ty chăn nuôi lớn đã phải giảm giá bán lợn hơi xuống còn dưới mốc 75.000 đồng một kg. Hiện tại giá bán thịt lợn chưa về mức ổn định như trước khi có dịch tả lợn châu Phi. Và một số nơi vẫn có giá bán chênh nhau là do các tiểu thương vẫn phải qua nhiều khâu trung gian.